thắc mắc về mặt nạ và luyện tập thể dục thời COVID-19 đã được giải đáp. Từ các lớp học thể dục đến các phòng tắm hơi, đây là những gì bạn muốn biết. Phòng tập thể dục được mở, nhưng những chỗ này có an toàn không? Khi các hạn chế tiếp tục được nới lỏng trên toàn quốc, nhiều phòng tập thể dục và trung tâm thể dục đang mở cửa cho những người Canada có thể đang tìm cách mất đi cái gọi là Quarantine 15, cách ly 15. Mặc dù các phòng tập được phép mở cửa, nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ đổ xô trở lại. Flossie đã viết cho đài CBC để hỏi là các trung tâm tập thể dục có an toàn không và nên đeo khẩu trang như thế nào khi tập luyện. Đầu tiên, điều quan trọng cần nhớ là các phòng tập thể dục phải tuân thủ các hướng dẫn y tế công cộng của địa phương về an toàn trong thời kỳ đại dịch. Nhưng mặc dù có các biện pháp để giảm sự lây lan của bệnh nhiễm trùng, các chuyên gia cho rằng phòng tập thể dục vẫn thực sự có nguy cơ đó. Tiến sĩ Sen Sala, bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại St. Joseph's Healthcare Hamilton cho biết, phòng tập thể dục có nguy cơ cao hơn một chút vì người ta tiết ra nhiều giọt dịch hơn khi hít thở mạnh. Trái ngược với bối cảnh bình thường là bạn có thể chỉ đang trò chuyện. Good Life Fitness, một trong những chuỗi công ty thể dục lớn nhất Canada, cho biết họ đang làm cho câu lạc bộ của họ an toàn hơn bằng cách tập trung vào việc giữ khoảng cách thể chất, giảm bớt số người được vào phòng tập, cũng như tăng cường các hoạt động vệ sinh và tẩy trùng. Với một số ngoại lệ, bạn cũng sẽ thấy nhân viên và khách hàng được yêu cầu đeo mặt nạ. Khoan đã, ý của bạn là tôi phải đeo mặt nạ trong suốt buổi tập luyện. Không cần thiết, mặc dù có một số quy định bắt buộc về khẩu trang ở một số khu vực trong nước, một số các thành phố như Toronto và Calgary đã nói rằng bạn không cần phải đeo mặt nạ trong nhà khi đang tập thể thao hoặc thể dục. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết mọi người không nên đeo khẩu trang khi tập thể dục vì chúng có thể làm giảm sự hít thở thoải mái. Mồ hôi có thể làm cho mặt nạ trở nên ướt nhanh hơn, gây khó thở và gia tăng sự phát triển của vi sinh vật, hướng dẫn của WHO đã viết. Good Life đã tuyên bố rằng họ chỉ yêu cầu đeo mặt nạ khi không tập thể dục, nhưng bạn sẽ vẫn phải đeo mặt nạ khi ra vào câu lạc bộ, trong phòng thay đồ, phòng vệ sinh và các khu vực chung khác. Jason Sheridan, phó chủ tịch cao cấp của Good Life Fitness cho biết, tuy nhiên nếu bạn muốn mang mặt nạ suốt thời gian luyện tập, các chuyên gia mà chúng tôi đã nói chuyện cho biết không có gì nguy hiểm, mặc dù ban đầu việc mang mặt nạ có thể sẽ không thoải mái. Sala nói, rõ ràng là chúng ta không quen với việc đeo khẩu trang khi tập thể dục, miễn là mặt nạ làm bằng chất liệu thoáng khí và mọi người cảm thấy thoải mái khi mang mặt nạ, thì sẽ không có vấn đề gì với việc đeo khẩu trang tại phòng tập thể dục. Nhưng hãy chú ý đến cảm giác của bạn, miễn là bạn không cảm thấy choáng ngợp, khó thở hoặc quá nóng, thì Sala nói, không có lý do y tế nào tại sao không được đeo khẩu trang tại phòng tập thể dục. Colin Furness, nhà dịch tễ học, kiểm soát nhiễm trùng và phụ tá giáo sư tại Đại học Toronto, đồng ý rằng đeo khẩu trang trong khi tập luyện là an toàn trừ khi bạn không chịu giặt sạch và khẩu trang có vi khuẩn bao phủ đầy. Ông thừa nhận rằng không phải ai cũng có thể chịu đựng được cảm giác này. Ông nói, mặt nạ cản trở hơi thở của bạn một chút và mỗi người có thể có phản ứng khác nhau. Furness gợi ý nên bắt đầu ở cường độ thấp và từ đó tăng dần. Nếu bạn cảm thấy hơi nhức đầu thì hãy chậm lại. Mọi người đã không tập thể dục trong 4 tháng, vì vậy tôi nghĩ nên giảm mức độ xuống và từ từ tăng hoạt động trở lại sẽ tốt cho toàn thân của bạn.
không phải chỉ cho sự hít thở của bạn. Đối với loại khẩu trang bạn nên sử dụng, hãy bảo đảm rằng nó được làm bằng loại vải thoáng khí nhất. Cả hai Furness và Sala đều đề nghị dùng hàng vải cotton. Còn những hơi thở nặng, mạnh trong lớp học yoga của tôi thì sao? Mặc dù tập thể dục chung với những người khác có thể tạo động lực thúc đẩy tập luyện, nhưng các nhóm tập yoga hoặc tập thể dục có thể có rủi ro thực sự, đặc biệt là trong một căn phòng đầy người, nơi không có hệ thống thông gió. Furness cảnh báo, tôi sẽ gọi việc đó là việc hết sức nguy hiểm. Furness giải thích rằng một căn phòng nhỏ, đầy người và hệ thống không gió yếu kém đều góp phần làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Và phải bảo đảm, quạt điện lớn không được bật lên. Furness nói, không khí chuyển vận xung quanh phòng không những không hữu ích mà còn có thể gây nguy hại. Nếu quạt đẩy không khí vận chuyển xung quanh phòng, thì giữ khoảng cách 2 mét không có giúp gì được nữa, nên tập luyện bên ngoài trời sẽ an toàn hơn. Ông nói không có hệ thống thông gió nào tốt hơn là ở ngoài trời. Nhưng nếu bạn vẫn muốn tập thể dục nhóm trong nhà, Phoenix cho biết bạn nên tìm các lớp học có những điều kiện sau. Số lượng người tham dự thật ít, một căn phòng thật rộng lớn, nhiều thoáng khí và hệ thống thông gió tốt. Phoenix nói rằng đeo khẩu trang trong môi trường này cũng nên làm. Tôi sẽ không bước vào một căn phòng, chứ đừng nói đến lớp học yoga nếu tôi không thấy mọi người đeo mặt nạ. Tôi có thể sử dụng phòng tắm hơi, sauna hay steam room của phòng tập thể dục không? Mặc dù virus gây ra COVID-19 không hoạt động mạnh trong điều kiện nóng và ẩm ướt, nhưng Furness cho biết, điều đó không có nghĩa là bạn có thể không cần cảnh giác trong phòng tắm hơi. Lợi ích của nhiệt và độ ẩm không còn nữa, bởi thực tế là bạn đang ngồi trong một nơi kín, gần sát với những người khác trong một khoảng thời gian đáng kể. Sala cho biết, dù trời nóng hay trời lạnh, nó không thực sự quan trọng nếu như bạn ngồi gần ai đó có COVID-19. Furness đồng ý và cho biết nếu đó là một không gian chật chội, các giọt dịch có thể đi từ miệng một người nào đó vào miệng bạn rất nhanh trước khi virus có thể bị nhiệt vô hiệu hóa. Nếu bạn định xông hơi hoặc tắm hơi, Furness khuyên bạn nên đi một mình hoặc đi với những người trong nhóm riêng của bạn. Liệu đấm bóp và vật lý trị liệu có an toàn không? Có thể ok để làm các hoạt động đó. Phoenix cho biết, các dịch vụ từ các nhà đấm bóp và vật lý trị liệu đã đăng ký thì có rủi ro tương đối thấp. Phoenix, ông đã dùng cả hai dịch vụ trên kể từ khi mở cửa trở lại, cho biết họ có hướng dẫn rất rõ ràng từ các trường cao đẳng chuyên môn về sự an toàn. Tôi tin tưởng họ về các luật lệ bắt buộc của họ và vì đó là dịch vụ một người làm cho một người, one-on-one. Hầu hết các phòng khám vật lý trị liệu và massage trị liệu cũng đã điều chỉnh cách họ cung cấp dịch vụ, bao gồm cả việc cho ít khách hàng hơn vào văn phòng của họ cùng một lúc, đồng thời vệ sinh nghiêm ngặt và bắt buộc cả hai bên đều phải đeo khẩu trang. Và tất nhiên, bạn nên dời hẹn lại nếu bạn cảm thấy không được khỏe.